Trâm Sen xin mến chào toàn thể đại đình, chúc đại đình mình dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài phát lộc, thuận buồm xuôi gió ha. Hôm nay về Sen về được lô cua cũng khá gọi khá là nhiều ha. Gồm có ít tin nè, sinh đai qua nè, ghê nè, rồi echo đó. Sen thì chơi mấy thằng hại không à, còn mấy thằng thường thì Sen không có lấy ha, tại vì mình thích chơi hàng đẹp hơn, hàng hệ hơn ha, hệ mà hệ VIP nó mới được ha. Rồi bây giờ Sen sẽ vô chi tiết từ con nghe. À mà quên nữa, cả nhà thấy video này hay thì nhớ like cho Sen một like nha, và ai chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh giúp Sen ha. Rồi coi xem bữa nay, coi Sen quay từ chi tiết từng con á, thích con nào thì báo cho Sen liền nha, tại vì máy về thì như cả nhà đã thấy đó, hàng hại thì không có bao giờ mà lấy được nhiều hết. Bữa nay Sen may mắn sở hữu cũng khá là nhiều ha, tin 026, 024, 028, Humana, có con Humana này lớn này cả nhà, 371, ghê không, nhìn giống 365 nhưng mà nó là 371 nha. Rồi xin nó qua 4 400 488 381. Ui, đủ thứ. Ta lão bùng sèn. Rồi, mời cả nhà xem chi tiết video ha. À, giờ là con thứ nhất nha. Con này là con Xtin 026, con này thì nó có nút xả áp nha cả nhà. Nè, xả áp nè. Chực nè. Ha. Xả áp thì rất là nhẹ ha. Rồi, kéo nút xả áp lên giật hơi nè. Mời cả nhà, mời anh em thợ nghe hơi giùm Sen nha. Ok chưa? Rồi, 026 này mất tiêu đời. Đó, 026. Máy móc thì còn quá đẹp, liền lạc hay còn tem. Máy này còn quá ok nha. Rồi, bây giờ Sen này máy này số 1 đi ha cả nhà, cho dễ nha, tại vì nhiều khi quên không chừng ha. Rồi, ok, 026 máy số 1. Ai thích liên hệ số điện thoại cho màn hình gặp trực tiếp Sen ha. Rồi, bên đây cũng là con 026. À, 026 là nó 40 48,7 cc nha cả nhà. Đó, 026 ha. Con này thì không có nút xả áp nên hơi nè. Cả nhà mời cả nhà nghe hơi nha. Nói chung là hàng tiễn rồi, hơi ọc ọc rồi ha. Còn nguyên zin, Sen chưa đụng đậy gì hết ha. Rồi, ai thích máy này liên hệ số điện thoại trên màn hình gặp trực tiếp Sen ha. 026 máy số 2. Còn kế tiếp là con 028 nha cả nhà. Con này thì lam Latin nha cả nhà. Như cả nhà thấy nha, lam Latin cũng khá là dày ha. Còn rất là đẹp nha. 028 này thì nó là 47 cc nha. Đây. Sen cho cả nhà nghe hơi nha. Quá trời, máy này đẹp rồi. Ha. Ai thích con 028 máy số 3 thì liên hệ số điện thoại cho mình hình gặp trực tiếp sang ngay giờ luôn nha. Máy này đẹp lắm đó nha cả nhà. Chung là máy bữa nay thì cây nào cũng đẹp hết, thích cái nào thì lấy cái đó thôi ha. Rồi 028 số 3. Tiếp tục là con 028 số 4. Con này bao nhiêu cc nha? 52 cc. Này cho cả nhà xem ha, 52 cc. Còn con này là 47 cc. Con số 3 là 47 cc, còn con này thì 52 cc như cả nhà thấy ha. Lam thì lam Latin luôn, lam còn rất là đẹp nha, lam zin của nó luôn. Để xem giật hơi. Rồi. Cây này á thì nguyên zin của nó còn hơi dơ ha, chứ thật sự cây này nó còn rất là đẹp đây. Đây, cho cả nhà xem nè. Đó, chùi ra tới đâu là mới tới đó ha. Rồi, máy này là 028, máy số 4. Ai thích máy này liên hệ số điện thoại cho mình gặp trực tiếp Sen. Còn mấy anh thợ nào mà bữa nay thấy máy này quá trời đã rồi, hốc phải tiền quất hết bữa nay chắc cũng 13 14 cây tin ha. Rồi tiếp tục máy số 5 là cây 036. Hàng khủng nha, 036. Đây máy móc còn khá là đẹp ha, 036. CC của nó là 61 cc nha cả nhà, làm là làm Latin luôn ha. Đây làm còn rất là đẹp nha. Đây mời cả nhà nghe hơi nha. Đây. Ok, ực ực ực. Máy còn rất là đẹp này cả nhà.
chưa vệ sinh không sạch gì hết, về sau để nguyên vậy đăng lên luôn đó. Sang chơi là thiệt tình thực tế ha. Rồi máy này máy số 5 036, liên hệ số điện thoại trên màn hình, gặp chi tiếp Sang để hốt con này. Đã quá. Tiếp tục, con này là con 026. Nhưng mà con này thì nó chỉ có 48,7cc nha cả nhà. Đây ha. Đây, 026. Máy này rất là đẹp. Nói chung là còn rất là đẹp. Máy này là máy số 6, 026 gala máy tin nè. Còn mới chát. Ha. Thôi nè. Thôi kéo không nổi luôn. Rồi. Này là máy quá trời đẹp rồi. Này là chỉ có việc là mấy anh thích cái nào thì mấy anh hốt cái đó thôi. Rồi. 026, máy số 6. Quá đẹp, liên hệ số điện thoại trên màn hình. Hốt luôn mấy anh ơi. Ngay giờ luôn ha. Rồi, tiếp tục máy số 7 là một con 024 Super. Máy đẹp mới nè. Máy này mà chùi rửa ra còn một cái để trong tủ luôn. 44,3cc làm thì còn đẹp, còn chữ tin luôn. Để xem việc hơi thử. Đây, xem mời cả nhà nghe hơi nha. Cả nhà thông cảm ha, tại vì quay mình ơn ha, nên thông cảm cho cả nhà. Dây giật còn trắng tinh luôn nè. Đây, quá đẹp. Còn quá đẹp, chưa chắc miếng sơn luôn. Rồi, máy này là máy 2467 số 7 024 Super 44,3cc, liên hệ số điện thoại trên màn hình, gặp trực tiếp Sang ngay giờ luôn nha. Đây, con này là con 024. Con này thì còn rất là mới, nhưng mà tiếc cái cộng đi Việt Đức rồi ha. Made in Nhật Money, hàng của Đức. Chung là máy móc bữa nay thì quá ok, thoải mái, nằm trong còn mới này cả nhà. Rồi, ai thích máy này liên hệ số điện thoại trên màn hình, gặp trực tiếp Sang ngay giờ luôn nha. Chốt con này, là 024 số 8. Nè, trước thôi nè. Ha. Đó. Con này là 025. 025 này là 44,3cc. Ha. 025, máy còn bỏ lại. Rồi, chữ nè, cái lam còn chữ tin quá đẹp ha. Thôi vậy không nổi, hơi quá hơi nè, cả nhà nghe hơi nè. Đó. Rồi 2, 4, 6, 8, máy số 9 cái tin 025, chốt con này luôn ha. Vừa nhẹ vừa gọn nè, vừa mạnh nè, 4,6kg à. Ok chưa, quá ngon, quá đã. Con này là 023. Đó. Con này thì mới về nên nó bị lỗi rồi. Bỏ qua con đó đi. Còn con này là con 170. Lam lữ còn rất là đẹp, nhưng mà tiếc cái đứt dây giật rồi. Nhưng mà máy hơi hám thì chắc ok rồi. Khỏi lo. Đây. Con này là con 180C, nhỏ gọn quá ta. Nhỏ gọn. 201 sẽ xuất 201. Hơi hám thế nào. Ok, hơi cũng ọc luôn. Rồi, do là cái điện thoại của Sang nó đã hết pin nên bây giờ Sang sẽ tạm kết thúc video tới đây ha. Hãy chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh giúp Sang để xem tiếp tục một số máy nữa ha. Sang sẽ chia cũng làm khá nhiều clip ha. Rồi, chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh giúp Sang ha. Thấy video này hay thì like cho Sang một like ha. À, bữa nay là trước mắt đó thì được 2, 4, 6, 8, 10, 12 cái tin. 12 cái tin. Đó, anh em thợ nào mà hốt hết 12 cây này thì alo cho Sang. Còn khách lẻ muốn lấy 1-2 cây về sử dụng thì cũng liên hệ số điện thoại trên màn hình. Rồi trực tiếp Sang ha. Rồi, video đến đây là kết thúc. Mến chào, hẹn gặp lại gia đình. Video kế tiếp còn nhiều sức hấp dẫn khác ha. Cho cả nhà xem vòng. Đây là máy bơm nước. Nó sẽ làm một video riêng. Còn đây là máy cắt cỏ Rubin 3K ha, 411 ha.
đây là dòng thuộc mấy hệ của mấy anh á. Rồi trở lại, còn nhiều cái hấp dẫn lắm, mong cả nhà đăng ký kênh và luôn ủng hộ Sang nha. Nhớ like giùm Sang một like. Bye bye, hẹn gặp lại gia đình.